Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Cảnh giác phòng ngừa bị dụ dỗ hâm dọa trên mạng xã hội. Thu hồi để sửa chữa 112.000 xe Ford F150 bị rủi ro lật xe bắt được nghi can chủ chốt trong việc bắn chết cảnh sát gốc Việt Tuấn Lê. Hai thanh thiếu niên bị bắt vì cướp iPad trên đường phố ở Pomona, California. Thành phố Long Beach, miền Nam California giúp đỡ 25.000 đô la cho người mua nhà lần đầu tiên. Hàng loạt các tòa nhà quốc hội của tiểu bang phải di tản vì đe dọa đánh bom. Nợ công của chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới hơn 34.000 tỷ đô la hơn gấp đôi tổng số nợ công của Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden khởi động tranh cử trong năm mới bằng bài phát biểu phản đối bạo lực. Khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ, di dân vượt biên kỷ lục. Người di dân băng qua biên giới phía Nam ngay trước mặt Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa. Ủy ban Hạ viện sắp bắt đầu thủ tục luận tội đối với Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tòa án phán quyết West Point được tiếp tục xem xét chủng tộc trong tuyển sinh. Cựu tổng thống Donald Trump yêu cầu tố cáo pháp viện hủy phán quyết của Colorado lấy tên của ông ra khỏi lá phiếu. Hoa Kỳ xem xét tấn công trực diện phiến quân Houthi. NATO giúp đỡ cho 4 thành viên Đức, Hòa Lan, Romania, Tây Ban Nha trong hợp đồng mua 1.000 hỏa tiễn phòng không Patriot của Hoa Kỳ. Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến khách sạn tăng giá gấp 3 lần cho đêm khai mạc Paris Olympics năm 2024. Philippines, cảnh sát truy tìm những kẻ đào đường hầm vào trung tâm thương mại, ăn cướp hơn 700.000 đô la. Người phụ nữ bị bắt sau vụ đâm bằng dao trên chuyến tàu đông đúc ở Tokyo, Nhật Bản. Trung Quốc tung ra bốn khinh khí cầu do thám, căn cứ quân đội Đài Loan. Tên Việt Nam, kỷ luật cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh chọi dép đến ngất xỉu thưa quý vị bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay cảnh giác phòng ngừa bị dụ dỗ hâm dọa trên mạng xã hội dụ dỗ hâm dọa trên mạng xã hội được tạm định nghĩa là ăn hiếp bằng cách sử dụng internet trên mạng xã hội mạng tin nhắn chơi game điện thoại nhằm mục đích đe dọa chọc cho tức giận hoặc làm nạn nhân xấu hổ vấn đề quan trọng trong việc ngăn chặn bị ăn hiếp trên mạng là dùng giáo dục và nâng cao sự hiểu biết điều này bao gồm việc hướng dẫn học sinh về bản chất và hậu quả của việc bị ăn hiếp trên mạng cả về mặt xã hội và pháp lý các trường học và cộng đồng khuyến khích tham gia chương trình giáo dục liên tục để nâng cao sự hiểu biết về vấn đề ăn hiếp trên mạng cho các em ví dụ như hiểu được những hậu quả pháp lý của việc ăn hiếp qua mạng cũng rất quan trọng, cũng như khích lệ học sinh biết cách cư xử tử tế khi sinh hoạt trên mạng xã hội. Giáo dục thanh thiếu niên những kỹ năng giao tiếp xã hội như sự cảm thông, tôn trọng và hòa giải cũng rất quan trọng. Dạy những người trẻ tuổi đồng cảm và tôn trọng trong cách cư xử với người khác trên mạng internet có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ ăn hiếp qua mạng. Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn như sự ăn hiếp trên mạng này. Theo dõi thật sát các hoạt động trên mạng của con cái, sự kiểm tra thường xuyên của phụ huynh và sự theo dõi cách giao tiếp trên mạng là những biện pháp rất có hiệu quả. Đối với những người bị ăn hiếp trên mạng xã hội, khuyên họ nên cầu cứu những người lớn đáng tin cậy, chẳng hạn như cha mẹ hoặc những người cố vấn của trường học. Việc ngăn chặn và chính thức báo cáo kẻ ăn hiếp trên mạng xã hội cũng rất quan trọng, vì những mạng này có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho người sử dụng nên thu thập những bằng chứng về những hành vi ăn hiếp chẳng hạn như chụp ảnh màn hình để làm tang chứng pháp lý sau này. Nếu bạn biết ai là nạn nhân của những người bị ăn hiếp qua mạng, nên tình nguyện bày tỏ sự cảm thông và tìm cách nâng đỡ tinh thần của họ. Điều quan trọng là nên tìm một người lớn đáng tin cậy hoặc một cố vấn chuyên nghiệp giúp các em vượt qua tình trạng nguy hại này, nhất là việc ăn hiếp trên mạng đôi khi có thể đe dọa đến tính mạng. Điều quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, là cần phải cẩn thận suy xét những gì họ chia sẻ trên mạng và điều đó có thể ảnh hưởng đến người khác. Các mạng truyền thông xã hội đã khai triển các nhiêu liệu AI phát hiện nội dung có thể gây hấn và các tùy chọn để giấu hoặc là loại những lời bình luận ác ý. Những tính năng này cũng giúp tạo ra được một môi trường sinh hoạt trên mạng xã hội khá an toàn ngoài vấn đề à, những à, em trẻ khi mà lên mạng thì à, um, vấn đề ăn hiếp này có nghĩa là họ dụ dỗ họ làm quen à, để mà họ cho các em tin tưởng rồi dụ dỗ các em đưa những cái hình ảnh hay là bất cứ những cái gì đó mà mà riêng tư thảm. của mình rồi từ đó họ bắt đầu họ 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 tống tiền hay là họ làm những cái điều gì đó làm cho các em bị ảnh hưởng rất là nặng nề, tôi quý vị. À, ngoài ra đó thì Hồng Loan cũng biết được dạo sau này thì ngoài vấn đề những trẻ em, thanh thiếu niên bị cái này, thì những người lớn tuổi nhất là những người có cuộc sống khá là cô độc trong xã hội thì họ đã dùng những lời lẽ họ dụ dỗ à, à, giống như là à, những cái lời lẽ tình cảm yêu đương khi biết cái người này là một người cô đơn à, và họ có một người quen của loan lộc họ bị như vậy nè quý vị à, họ làm quen với cái hình ảnh của họ rất là đẹp à, và họ nói những lời ngọt ngào trong khi mình là những người lớn tuổi rồi mà lúc nào cũng khen ồ bạn đẹp quá à, cái gì cũng khen mà khen nức nở luôn rồi bỗng dưng một giai đoạn họ mất tích và làm cho cái người đó giống như là cảm thấy cuộc sống của mình bị thiếu thốn cái gì đó rồi mấy ngày sau họ lại xuất hiện và khi họ xuất hiện thì họ lại nói những lời yêu đương chia sẻ rồi họ lại nói là họ gặp khó khăn này nọ thì khi mà họ thấy con mồi đã bắt đầu dính mồi rồi họ bắt đầu làm tiền cho nên quý vị chúng ta hãy theo dõi những người thân thương bên cạnh của mình để mình xem coi có bị những cái sự mà gọi là ăn hiếp ở trên mạng xã hội không nha quý vị ăn hiếp và dụ dỗ quý vị. Thu hồi để sửa chữa 112.000 xe Ford F-150 bị rủi ro lật xe. Hãng xe Ford đang kêu gọi thu hồi 112.965 xe F-150 do bu lông của trục sao có thể gây rủi ro lật xe nếu bị hư. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường xa lộ quốc gia NHTSA cho biết, việc thu hồi ảnh hưởng đến các xe F-150 với đồ từ 2021 tới 2023 được trang bị gói Trailer Town Max Duty. Cảnh báo của NHTSA cho biết, bu lông trục sao có thể bị mòn, bị gãy, dẫn đến hư hỏng các trục Hậu quả của sự hư hỏng là có thể khiến cho xe bị lăn đi khi xe đang đậu mà không gài thắng đậu hoặc là gây mất lực truyền động. NHTSA cho biết những vấn đề có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đụng xe. Bản sửa lỗi hiện nay đang được phát triển và NHTSA cho biết những người chủ sở hữu F150 có thể mang xe đến đại lý gần nhất để sửa chữa tạm thời nếu họ nghe thấy tiếng tách tách hoặc lạch cạch liên quan đến chốt trục sau. Thư gửi chủ sở hữu F150 sẽ được gửi vào cuối tháng 1. Và quý vị có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Ford theo số 1866 436 7332. Mã số triệu hồi của Ford cho sản phẩm này là 23S65. Vào năm ngoái, thì xe đã thu hồi hơn 870.000 xe F-150 cỡ lớn do thắng tai điện tử có thể hoạt động bất ngờ bất cứ lúc nào, kể cả khi xe đang chạy. Điều này có thể gây mất kiểm soát và có thể xảy ra tai nạn. Người phát ngôn của xe nói rằng hãng đang nghiên cứu một bản sửa lỗi sẽ sớm được chia sẻ với các đại lý và khách hàng. Bắt được nghi can chủ chốt trong việc bắn chết cảnh sát gốc Việt Tuấn Lê Cơ quan thực thi công lực Auckland đã bắt giữ một số nghi can liên quan đến vụ bắn chết cảnh sát gốc Việt Tuấn Lê. Cảnh sát cho biết họ đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra kể từ khi anh Tuấn bị một nhóm tội phạm bắn chết khi cùng đồng đội ứng phó với vụ đột nhập đang diễn ra tại một trung tâm cần sa gần Jack London Square vào sáng sớm ngày thứ Sáu ngày 29 tháng 12. Cảnh sát Auckland đang đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra dẫn đến thêm một số vụ bắt giữ vào cuối tuần. Người phát ngôn của ti cảnh sát Auckland Paul Champer đã cho hay, cảnh sát của chúng tôi tiếp tục làm việc không mệt mỏi để đem lại công lý cho gia đình của anh Tuấn. Cảnh sát Auckland khởi đầu vào năm 2024 bằng việc tưởng nhớ đồng đội vừa mới hy sinh và vừa làm việc không nghỉ ngơi để xác định danh tánh của tất cả mọi nghi can bỏ chạy khỏi vụ đột nhập và hiện trường vụ sát nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả những kẻ chịu trách nhiệm cho thảm kịch này được đưa ra trước công lý. Chamber đã ghi trong một tuyên bố. Để bắt được nghi can đã bắn anh Tuấn Lê, cảnh sát địa phương đã phối hợp với FBI, ti cảnh sát của San Francisco, cảnh sát Livermore Valley Hồ, văn phòng cảnh sát quận Alameda, văn phòng biển lý California, cơ quan tuần cảnh xa lộ California, cơ quan rượu thuốc lá súng chất nổ AFT và cảnh sát Hoa Kỳ. Giới chức chưa công bố danh tánh của các nghi can bị bắt giữ, chỉ cho biết là họ đã truy ra được một nghi can chủ chốt và bắt giữ tên này ở Livermore, cách Oakland 35 dặm về hướng đông. Hai thanh thiếu niên bị bắt vì cướp iPad trên đường phố ở Pomona, California. Hai thiếu niên bị bắt sau vụ cướp vũ trang kinh hoàng đã được ghi lại trên camera. Eduardo Reyes và vợ đang có cuộc hẹn để bán một chiếc iPad thông qua OfferUp. Nhưng cuối cùng họ lại bị hành hung dữ dội và bị cướp bằng súng ở Pomona. Toàn bộ sự việc đã được camera của chiếc Tesla của Reyes ghi lại. Một nghi phạm mặc áo hoodie màu đen đã rút súng chĩa vào nạn nhân và một nghi phạm khác đã tham gia vào cuộc xung đột. Khi tôi quay lại, đứa trẻ kia đã chĩa súng vào tôi và nói: "Đưa iPad cho tôi." Các nghi phạm đã lấy đi chiếc iPad của Reyes và điện thoại của vợ anh. Reyes đã được điều trị tại bệnh viện vì một số vết thương ở đầu. Cảnh sát Pomona cho biết hai thiếu niên đã bị bắt vào sáng ngày thứ tư và được đưa đến tòa nhà dành cho trẻ vị thành niên. Họ nhắc nhở bất cứ ai muốn có cuộc hẹn để bán hàng trực tuyến hãy gặp nhau vào thời điểm và địa điểm đông đúc, đông người hay cũng có thể gần đồn cảnh sát. Thành phố Long Beach, miền Nam California, giúp đỡ 25.000 đô la cho người mua nhà lần đầu tiên. Cư dân Long Beach mua nhà lần đầu tiên có thể được giúp đỡ tối đa 25.000 đô la, giới chức thành phố loan báo ngày thứ Ba, ngày 2 tháng 1. Chương trình giúp đỡ người mua nhà lần đầu tiên của Long Beach có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2024, với mục đích là giúp đỡ gia đình lợi tức thấp vừa phải, chưa có nhà, mua căn nhà đầu tiên và gây dựng tài sản cho nhiều thế hệ, giới chức thành phố cho hay. Chương trình này giúp đỡ khoảng 100 người hội đủ hàng loạt điều kiện, như trên 18 tuổi, lợi tức gia đình không được quá 200% lợi tức trung bình ở vùng Los Angeles County và là người lần đầu tiên mua nhà. Theo định nghĩa là người chưa có nhà trong 3 năm qua. Tiền giúp đỡ chưa được dùng tiền để trả chi phí liên quan tới mua nhà, như tiền trả trước, đọc hay mình, phí vay tiền, phí trung gian là phí escrow. Tiền giúp đỡ có thể được dùng để mua nhà biệt lập townhouse hay condo tại bất cứ nơi nào tại Long Beach. Nhà mobile home và nhà cho nhiều gia đình là multi-family home không đủ điều kiện để được giúp đỡ này. Giới trước của Long Beach sẽ xem xét đơn theo kiểu ai nộp trước sẽ được xét trước và sẽ gửi thông báo cho người nộp đơn nào đủ điều kiện. Mua nhà là việc quan trọng và là giấc mơ cả đời của nhiều người và gia đình, nên thành phố Long Beach cam kết giúp đỡ càng nhiều người mua được nhà càng tốt. Ông Rex Richardson, thị trưởng Long Beach cho hay. Nếu quý vị là cư dân của thành phố Long Beach, có thể vào hai trang web dưới đây để lấy đơn và để biết thêm tin tức. Hàng loạt các tòa nhà quốc hội của tiểu bang phải di tản vì đe dọa đánh bom. Tòa nhà quốc hội của ít nhất 5 tiểu bang đã phải di tản vào sáng ngày thứ Tư ngày 3 tháng 1 vì lời đe dọa đánh bơm giới chức loan báo theo NBC News. Tại Georgia khoảng 8 giờ rưỡi sáng, ông Gabriel Sterling, giới chức bầu cử văn phòng Bộ trưởng Hành chánh thông báo trên mạng X rằng quốc hội tiểu bang Georgia bị đe dọa đánh bơm khiến tòa nhà phải mở cửa trễ. Khoảng 20 phút sau, ông Sterling cho hay tòa nhà đã mở cửa sau khi cảnh sát điều tra. Ở Kentucky, khoảng 10 giờ rưỡi sáng, thống đốc Andy Beshear viết trên mạng rằng cảnh sát tiểu bang đã di tản quốc hội và đang điều tra lời đe dọa mà văn phòng bộ trưởng hành chánh nhận được. Phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang Michigan, MSB, cũng đã xác nhận quốc hội tiểu bang này bị đe dọa đến bơm vào sáng ngày thứ Tư. Về vụ tòa nhà quốc hội tiểu bang Michigan ở Lansing bị đe dọa, chúng tôi xin xác nhận có người đã gửi email đe dọa tới trường mục chung của MSP khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay. Phát ngôn viên của MSP loan báo, chúng tôi biết nhiều cơ quan chính quyền khắp cả quốc gia bị đe dọa tương tự. Bà đã nói thêm rằng quốc hội tiểu bang Michigan được di tản, cơ quan công lực khám xét tòa nhà này. Vụ này vẫn đang được điều tra và tòa nhà quốc hội đã phải đóng cửa cho đến hết ngày thứ tư. Ở Mississippi, giới chức của Cục An ninh Công cộng MTPS loan báo quốc hội tiểu bang được bảo đảm an toàn sau khi bị đe dọa đánh bơm. Tòa nhà này đã được xem xét kỹ lưỡng và chúng tôi không tìm thấy chất nổ hay dụng cụ khả nghi nào. Bà Bailey Martin, phát ngôn viên của MTPS đã ra thông báo, không còn mối đe dọa nào nữa cho quốc hội hay những tòa nhà xung quanh, bà Martin cho biết thêm. Ở Montana, ông Jay Nelson, phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang xác nhận, giới chức nhận được lời đe dọa đánh bơm quốc hội tiểu bang lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ Tư. Cảnh sát tiểu bang đã di tản và khám xét tòa nhà và tòa nhà đã được mở cửa lại sau đó. Ở Minnesota, thì phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang cho biết giới chức công lực tự điều tra trước quốc hội của họ giữa lúc quốc hội của nhiều tiểu bang khác đã bị đe dọa. Theo vài bản tin địa phương, quốc hội tiểu bang Connecticut cũng bị đe dọa đánh bơm. Giới chức liên bang từng cảnh báo số vụ đe dọa công chức thuộc mọi cấp chính phủ tăng vò trong những năm gần đây. Nợ công của chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới hơn 34.000 tỷ đô la, hơn gấp đôi tổng số nợ công của Trung Quốc. Theo Reuters Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 2 tháng 1 cho biết, tính tới ngày 29 tháng 12 năm 2023, ngày làm việc cuối cùng của năm 2023, Tổng số nợ công của quốc gia đã cao hơn mốc 34.000 tỷ đô la, vượt qua đến hơn 1 tỷ rưỡi đô la. Số nợ này mỗi công dân phải gánh khoảng 102.000 đô la và mỗi gia đình gần 260.000 đô la. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính nợ chính phủ của Trung Quốc Tính tới hết năm ngoái vào khoảng 14.000 tỷ đô la, chưa bằng một nửa nợ công của Hoa Kỳ. Xét về tỷ lệ phần trăm so với GDP, nợ công của Hoa Kỳ lên tới hơn 123%, trong khi con số này ở Trung Quốc chỉ là 83%. Các nhà chuyên môn đánh giá nợ công của Hoa Kỳ tương đương với tổng nợ của năm quốc gia xếp ngay sau họ trong danh sách của những quốc gia vay nợ nhiều nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp và Italy. Theo hãng thông tấn ABC, nợ công hiện dường như không phải là gánh nặng đối với nền kinh tế của Mỹ, vì các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng cho chính phủ liên bang vay tiền, các khoản vay cho phép Mỹ tiếp tục chi tiêu cho các hoạt động mà không cần phải tăng thuế. Tuy nhiên, con đường nợ nần trong những thập niên tới có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và các chương trình lớn bao gồm cả an sinh xã hội và bảo hiểm y tế Medicare vốn đã trở thành động lực nổi bật nhất trong dự báo chi tiêu chính phủ trong vài thập niên tới chúng ta đã bắt đầu một năm mới nhưng nợ quốc gia của chúng ta vẫn ở mức cao và gây tổn hại việc tăng thêm hàng ngàn tỷ đô la nợ từ năm này sang năm khác sẽ là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng đối với bất cứ nhà hoạch định chính sách nào quan tâm đến tương lai của quốc gia chúng ta michael peterson là giám đốc điều hành của quỹ peter g peterson một nhóm chính sách tài chính phi đảng phái ở new york đã nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden khởi động tranh cử trong năm mới bằng bài phát biểu phản đối bạo lực. Theo tin tức từ nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden, ông có bài phát biểu kỷ niệm 3 năm vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội vào cuối tuần này, hành động vận động tranh cử đầu tiên trong năm nay của tổng thống trong bài phát biểu dự định sẽ được tổ chức gần với địa điểm lịch sử ở valley forge tiểu bang pennsylvania nơi tổng thống george washington đã thành lập trụ sở trong chiến tranh cách mạng ông biden có thể sẽ công khai cáo buộc cựu tổng thống đã đặt ra mối đe dọa hiện hữu đến nền dân chủ của hoa kỳ tiếp đó trong tuần tới tổng thống biden sẽ có chuyến thăm đến khu vực đã có xảy ra bạo động trong năm 2015. Đây được xem là hành động vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trong năm nay, tập trung chiến dịch đối phó với mối đe dọa bạo lực chính trị ngày càng gia tăng. Việc chuyển sang chỉ trích trực tiếp cựu Tổng thống và bạo lực chính trị cũng được xem là sự chuyển đổi cách thức tranh cử của Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ khi phần lớn các hoạt động trong năm ngoái tập trung vào việc ca ngợi các thành tích đối ngoại và kinh tế nhưng không hiệu quả. Trong những tuần tới, chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Joe Biden sẽ gia tăng các hoạt động vận động và tổ chức các buổi lễ lên sóng quảng cáo. Trong các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ ủng hộ đối với cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang vượt trội so với đương kim Tổng thống Joe Biden. Khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ, di dân vượt biên kỷ lục. Người di dân băng qua biên giới phía Nam ngay trước mặt Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa. Một đoạn video cho thấy những người di dân bất hợp pháp băng qua biên giới phía Nam ngay trước mặt Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa khác trong chuyến thăm của ông và 64 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đến Eagle Pass, Texas, một thành phố dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico vào ngày hôm qua thứ Tư. Những người di cư đã được quay phim và chụp hình khi đi bộ qua Rio Grande hướng tới Hoa Kỳ, ông Johnson và các cộng sự của ông. Howard Mortman, giám đốc truyền thông CSPAN, đã đăng một đoạn video trên X vào ngày thứ tư cho thấy ông Johnson đã lắc đầu chán nản trước khi chỉa máy hình vào những người di cư đang băng qua sông. Người sáng lập Punchbowl News, Jay Sherman, trên X đã đăng một tấm hình cho thấy những người di dân đã lội ở dưới nước phía sau nhóm quay phim và viết rằng những người di cư bất hợp pháp đang cố gắng vượt biên vào Hoa Kỳ theo đúng nghĩa đen băng qua các đảng viên đảng Cộng Hòa và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Các quan chức Hoa Kỳ ước tính đã giải quyết khoảng 300.000 người di dân vượt biên bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico trong tháng 12, con số cao nhất từng được thấy, theo nhiều hãng tin, trong khi Bộ An ninh Nội địa sẽ công bố số liệu tháng 12 vào cuối tháng này. Reuters và các hãng tin khác ước tính rằng có khoảng 300.000 người đã tìm cách vượt biên trong tháng cuối cùng của năm 2023, với khoảng 50.000 người trong số họ đi qua các cửa khẩu được chỉ định. Những ước tính đó cho thấy rằng 3 tháng đầu tiên của năm tài khoá 2024, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, sẽ lập kỷ lục. Các nhà chuyên môn cho biết có nhiều yếu tố đang khiến cho di dân, nhiều người từ nơi xa xôi như châu Á, châu Phi và Trung Đông kéo tới biên giới Hoa Kỳ. Các con số kỷ lục này diễn ra trong khi Mỹ bước vào năm bầu cử tổng thống, trong đó chủ đề di trú dự định sẽ đóng vai trò quan trọng. Trong những tuần gần đây, Đảng Cộng hòa tại Quốc hội tuyên bố sẽ không xem xét các gói viện trợ lớn cho Ukraine và Israel trừ khi chúng được gắn liền với những thay đổi di trú quan trọng. Ủy ban Hạ viện sắp bắt đầu thủ tục luận tội đối với Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Ngày 3 tháng 1, Ủy ban Hạ viện xác nhận rằng Hạ viện sẽ sớm bắt đầu thủ tục luận tội quan chức chính phủ liên bang đặc trách Bộ An ninh Nội địa. Hạ viện đã bỏ phiếu vào cuối năm 2023 để gửi một nghị quyết luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện thay vì trực tiếp luận tội ông. Một phát ngôn viên đã nói rằng ủy ban hiện đang chuẩn bị giải quyết vấn đề này. Cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng của Hạ viện hồi tháng 11 để chuyển các điều khoản luận tội đến ủy ban của tôi chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chúng tôi bắt tay vào quá trình luận tội mà chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện vào thứ tư tuần sau là ngày 10 tháng 1. Dân biểu Mark Green thuộc đảng Cộng hòa Tennessee, chủ tịch ủy ban đã cho biết. Đảng Cộng hòa nói rằng người Hoa Kỳ muốn cuộc khủng hoảng ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico chấm dứt và muốn các nhà lập pháp buộc các quan chức có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng này phải chịu trách nhiệm. Đó là lý do tại sao Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân, chi phí và hậu quả của cuộc khủng hoảng này, ông Crane nói. Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ cho thấy rõ ràng cuộc khủng hoảng này là do quyết định của Bộ trưởng Mayorkas và việc ông ấy từ chối thực thi các luật đã được quốc hội thông qua gây nên và việc ông ấy không thực hiện lời tuyên thệ nhậm chức, đòi hỏi phải chịu trách nhiệm. Ông Mayukas 64 tuổi đã giữ chức bộ trưởng an ninh nội địa khi cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ xảy ra. Các vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Tây Nam Hoa Kỳ liên tục lập kỷ lục dưới thời của Mayukas và Tổng thống Joe Biden, người đã đề cử cựu quan chức chính phủ thời cựu Tổng thống Obama làm người đứng đầu Bộ trưởng An ninh Nội địa DSS. Tòa án phán quyết West Point được tiếp tục xem xét chủng tộc trong tuyển sinh. Học viện quân sự West Point hiện vẫn có thể tiếp tục nghĩ đến yếu tố chủng tộc khi tuyển sinh, một chánh án liên bang đã ra phán quyết ngày thứ tư ngày 3 tháng 1, bác bỏ yêu cầu của nhóm từng thành công tại tối cao pháp viện khi đòi hủy bỏ chính sách nâng đỡ người thiểu số theo Reuters. Chánh án Philip Harbin, tòa liên bang ở White Plains, đã nói rằng ở giai đoạn đầu của vụ việc, ông cần thêm tin tức về vụ việc trước khi đưa ra quyết định. Vị chánh án cần xem hồ sơ thực tế đầy đủ để xác định xem liệu việc sử dụng chủng tộc trong tuyển sinh của West Point có làm tăng thêm lợi ích cho chính phủ hay không. Vụ kiện được nhóm vì tuyển sinh công bằng SFFA đệ trình, một nhóm đã thách thức các chính sách hành động khẳng định ở một số trường đại học. SFFA lập luận rằng chính sách tuyển sinh của West Point là vi hiến vì phân biệt đối xử đối với những người nộp đơn là người da trắng. Phán quyết của tranh án Harper đồng nghĩa với vụ kiện sẽ được tiếp tục. Lúc này, hai bên sẽ có cơ hội đưa ra bằng chứng và lập luận trước tòa, sau đó thì chánh án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chánh án Harper cho biết, lệnh cấm ở giai đoạn này cũng sẽ làm gián đoạn chu kỳ tuyển sinh hiện tại, dự định sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Phán quyết được đưa ra sau khi một chánh án liên bang khác ở Maryland vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 từ chối yêu cầu tương tự của nhóm SFFA nhằm ngăn cản Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis xem xét về vấn đề chủng tộc. Trong phán quyết của đa số thẩm phán bảo thủ, tối cao pháp viện bác bỏ các chính sách được các trường cao đẳng và trường đại học Hoa Kỳ sử dụng từ lâu đã tăng số lượng sinh viên gốc Phi Châu, gốc Tây Ban Nha và các nhóm thiểu số khác khi vô hiệu hóa các chính sách tuyển sinh tại các trường đại học harvard university và university of north carolina tối cao pháp viện đã không đề cập đến các vấn đề chủng tộc trong tuyển sinh tại các học viện quân sự điều mà ông john roberts người đứng đầu của tối cao pháp viện trong phần chú thích cho biết có những lợi ích tiềm tàng Chính quyền Tổng thống Joe Biden bảo vệ chính sách của các học viện quân sự cho rằng những người đứng đầu quân đội cao cấp từ lâu đã nhận ra việc khan hiếm sĩ quan thiểu số có thể tạo ra sự mất lòng tin trong quân đội. Bộ Tư pháp cho biết, mặc dầu người gốc Phi Châu chiếm 20,2% tổng số quân nhân tại ngũ của quân đội, nhưng chỉ có 11% sĩ quan là người gốc Phi Châu. Bộ cũng cho biết, Người gốc Latino chiếm 18% số quân nhân tại ngũ, nhưng chỉ chiếm 9% số sĩ quan. Ngược lại thì người da trắng chiếm 51,7% quân nhân tại ngũ và có tới 68% là sĩ quan. Cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu tố cao pháp viện hủy phán quyết của Colorado lấy tên của ông ra khỏi lá phiếu. Cựu Tổng thống Trump vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng 1 đã yêu cầu tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết của Tòa tiểu bang Colorado lấy tên ông ra khỏi phiếu bầu sơ bộ vì vụ ngày 6 tháng 1, theo NBC News. Vào ngày 19 tháng 12, tối cao Pháp viện Colorado đã đưa ra phán quyết đó dựa theo điều 3 trong tu chính án số 14 về chống bỏ loạn. Theo phán quyết của tòa Colorado, tên của cựu tổng thống Trump hiện vẫn đang nằm trên phiếu cho tới khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ có quyết định. Luật sư của cựu tổng thống Donald Trump nói rằng tối cao pháp viện liên bang nên trả lại cử tri quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên họ thích. Chỉ có quốc hội mới có đủ thẩm quyền quyết định ai đủ tư cách làm tổng thống. Luật sư của cựu tổng thống Donald Trump còn nói rằng ngay cả khi điều 3 có thể áp dụng cho cựu tổng thống, ông cũng không dính líu đến vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 vì lịch sử từ lâu đã có nhiều cuộc biểu tình chính trị biến thành bạo động. Hoa Kỳ xem xét tấn công trực diện phiến quân Houthi. Nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ đã cảnh báo phiến quân Houthi ở Yemen về hậu quả nghiêm trọng nếu vẫn tiếp tục tấn công tàu ở Hồng Hải. Tuyên bố do Tòa Bạch Ốc đưa ra ngày 3 tháng 1 nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp phía Houthi sẽ phải chịu hậu quả nếu họ tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn thế giới và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực. Anh, Úc, Canada, Đức và Nhật Bản nằm trong số 12 quốc gia ký cam kết tham gia liên minh để bảo đảm an ninh trên Hồng Hải do Hoa Kỳ đứng đầu. Quốc gia duy nhất ở Trung Đông ký tuyên bố là Bahrain. Trước đó thì mối bang giao cũng đã căng thẳng với Iran. Tehran được cho là đứng đằng sau chống lưng cho Houthi. Tuyên bố của Hoa Kỳ được đưa ra sau khi có một số báo cáo cho thấy chính quyền tổng thống Joe Biden đang xem xét tấn công trực tiếp vào phiến quân nếu các cuộc tấn công tiếp tục. Houthi nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của họ trên tuyến đường thủy đông đúc này là một hành động thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza, và họ đang nhắm mục tiêu vào các tàu có liên quan với Israel. Các cuộc tấn công của Houthi trong những tuần gần đây chủ yếu tập trung tại eo biển Bad Almendet. Ngày 2 tháng 1, hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch đã gia hạn về việc ngưng các dịch vụ qua tuyến đường thủy ở eo biển Bad Almendet và Vịnh Eden, miền Nam Yemen, cho đến khi có thông báo mới. NATO giúp đỡ cho bốn thành viên Đức, Hòa Lan, Romania, Tây Ban Nha trong hợp đồng mua 1.000 hỏa tiễn phòng không Patriot của Hoa Kỳ. NATO đã trao hợp đồng sản xuất và giao hàng cho Trung tâm Sản xuất Hỏa tiễn Comlock ở Đức, vốn là liên doanh giữa Tập đoàn Quốc phòng Raytheon của Hoa Kỳ và nhà sản xuất hỏa tiễn MPTA của châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Hòa Lan Kaisa Olongren cho hay, với hợp đồng này, châu Âu sẽ là nơi sản xuất ra 1.000 hỏa tiễn phòng không Patriot. NATO nêu rõ hợp đồng mua sắm nhiều quốc gia theo tinh thần của sáng kiến lá trắng bầu trời châu Âu ESSI mang lại lợi thế về giá cả và giúp đỡ mở rộng năng lực sản xuất hỏa tiễn GMT mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. NATO cũng cho biết thêm, việc thêm hỏa tiễn Patriot là gia tăng khả năng phòng không của liên minh. Ước tính mỗi hỏa tiễn Patriot có trị giá khoảng 4 triệu đô la. Theo các nguồn tin, hợp đồng này có thể trị giá lên khoảng 5,5 tỷ đô la, bao gồm cả những thiết bị thử nghiệm và phụ tùng thay thế để bảo trì trong tương lai. Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Đêm 3 tháng 1, 230 tù binh chiến tranh Ukraine và 248 binh sĩ Nga đã được trả tự do và trở về nước. Đêm 3 tháng 1, đại diện chính phủ Nga và Ukraine đã thông báo hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất này theo thỏa thuận do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE làm trung gian. Cuộc thỏa thuận này đã kéo dài gần 5 tháng. Trong một tin tức trên mạng xã hội, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, số tù nhân Ukraine được trao đổi lần này gồm có 213 binh sĩ, 11 sĩ quan và 6 người dân thường. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận con số là 248 quân nhân của Nga được trả tự do ngay sau những cuộc đàm phán phức tạp qua vai trò trung gian nhân đạo của UAE. Thanh tra nhân quyền Ukraine ông Misro Lubinets cho biết đây là đợt trao đổi tù nhân thứ 49 trong cuộc chiến và tới nay Ukraine đã đón nhận 2.576 tù binh qua các cuộc trao đổi này khách sạn tăng giá gấp 3 lần cho đêm khai mạc Paris Olympics năm 2024. Một nghiên cứu của tổ chức người tiêu dùng cho biết rằng các khách sạn ở Paris đã tăng gấp 3 lần giá trung bình lên hơn 1.000 euro là khoảng 1.092 đô la cho đêm khai mạc Thế vận hội Olympic 2024. Tổ chức UFC Kershawzir đã cho biết trong cuộc thăm dò hồi cuối tháng 12, trên 80 khách sạn 3 và 4 sao cho thấy vào đêm 26 tháng 7, ngày diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội bên bờ sông Sen, một phòng hai người có giá là 1.033 euro là khoảng 1.128 đô la so với 317 euro hai tuần trước đó vào đêm 12 tháng 7. Cuộc thăm dò cũng cho hay 50% trong số những khách sạn này cho biết đã kính phòng vào đêm hôm đó trong khi 30% yêu cầu đặt phòng tối thiểu ít nhất là 2 đêm và một số lên đến 5 đêm. Theo UFC, thời gian lưu trú tối thiểu bắt buộc trung bình là 3,4 ngày, với chi phí trung bình là 867 euro mỗi đêm. Giá phòng của Olympic, các khách sạn ở Paris không nương tay, giá phòng của họ đang tăng vọt. Họ cho biết là một khách sạn 3 sao đã tăng giá phòng đôi lên 2.083 euro so với 304 euro hai tuần trước đó, trong khi một khách sạn 4 sao yêu cầu đặt phòng tối thiểu là 4 đêm ở mức giá là 2.095 euro mỗi đêm. Văn phòng du lịch Paris dự đoán sẽ có khoảng 16 triệu người đến để tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic. Airbnb đã kêu gọi người dân Paris cho thuê nhà trong thời gian diễn ra Thế vận hội để giữ giá ở mức thấp phía bắc của Paris tại khu vực Seine Saint-Denis, nơi làng Olympic đang được xây dựng. Hàng ngàn người di cư, người xin tị nạn và người Gypsy chiếm giữ các tòa nhà trống đã bị đuổi ra khỏi nhà, khiến cho vấn đề vô gia cư của thành phố lại trở nên trầm trọng hơn. Paris Olympic 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 cho tới ngày 11 tháng 8. Philippines Cảnh sát truy tìm những kẻ đào đường hầm vào trung tâm thương mại ăn cướp hơn 700.000 đô la. Những tên trộm đào đường hầm vào trung tâm thương mại Ozamis lấy đi trang sức, tiền mặt trị giá hơn 737.000 đô la. Nhóm nghi phạm vào đêm 31 tháng 12 đã đột nhập vào trung tâm thương mại Gaisano ở thành phố này, cách Manila khoảng 783 cây số để thực hiện vụ trộm cướp. Cảnh sát cho hay, băng nhóm này đã đào đường hầm từ khu đất riêng cạnh trung tâm thương mại. Đường hầm này kết nối với cống thoát nước dẫn đến khu ẩm thực bên trong của trung tâm Gaisano. Sau khi đột nhập vào bên trong, ba tên trộm đã phá máy rút tiền tự động của ngân hàng Metrobank và lấy đi 80.000 peso, là khoảng 1.400 đô la. Tiếp đó họ lấy đi khoảng 41 triệu peso là hơn 737.000 đô la, đồ trang sức và tiền mặt từ các cửa tiệm trang sức GKC Jewelry và Oro Italia Fine Jewelry, sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ trộm được nhân viên trung tâm thương mại phát hiện vào sáng ngày 1 tháng 1. Camera giám sát trong trung tâm thương mại đã quay lại được hình ảnh của vụ trộm, nhưng cả ba nghi phạm đều đội mũ che kính mặt. Cảnh sát đang truy tìm băng trộm cướp Thiếu tá, Phó Cảnh sát trưởng thành phố Ozamit vào ngày 2 tháng 1 cho biết, giới chức đã bắt được April John Pernan Hill do nghi ngờ người này đã giúp đỡ ba tên trộm đào hầm vào trung tâm thương mại. Người phụ nữ bị bắt sau vụ đâm bằng dao trên chuyến tàu đông đúc ở Tokyo, Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản vào ngày 3 tháng 1 đưa tin một người phụ nữ đã bị bắt sau khi thực hiện việc đâm chém điên cuồng trên một chuyến tàu ngừng ở ga Akihabara ở Tokyo. Ít nhất có 4 người đã bị thương trong vụ việc này. Công ty đường sắt phía đông Nhật Bản tuyên bố trên S rằng giao thông trên tuyến đã bị tạm ngưng do có vụ việc trục trặc xảy ra. Akihabara nằm trên tuyến đường vòng Yamanote một trong những tuyến giao thông công cộng nhộn nhịp nhất ở thủ đô của nhật bản đoạn phim chưa xác minh đã lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cảnh sát đang bắt giữ một nghi phạm và dẫn cô ta ra khỏi con tàu hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương của nạn nhân và cũng chưa rõ chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công này các chuyến tàu điện ngầm ở Tokyo thỉnh thoảng trở thành nơi xảy ra các vụ đâm bằng dao và các hành vi bạo lực bừa bãi. Mùa hè năm ngoái, một người đàn ông 26 tuổi đã bị kết án 23 năm tù vì cơn thịnh nộ vào đêm Halloween năm 2021, khi anh ta đã tấn công hành khách và đã đốt cháy một đoàn tàu đông đúc khi quá trang thành The Joker. Kẻ thù không đội trời chung với Batman. Các tấn công nói rằng cơn thịnh nộ là một phần trong âm mưu giết người và tự sát của anh vì anh ta nghĩ sẽ bị kết án tử hình vì hành động của mình. Trung Quốc tung ra bốn khinh khí cầu do thám, căn cứ quân đội Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày thứ Ba ngày 2 tháng 1 cho biết Trung Quốc đã tung ra bốn khinh khí cầu bay qua hòn đảo Đài Loan. Ba trong số đó bay gần một căn cứ không quân quan trọng theo AP. Các cuộc xâm nhập xảy ra khi Trung Quốc đang gia tăng sự đe dọa sử dụng vũ lực để sát nhập Đài Loan theo đế chế dân chủ. Đài Loan đang tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13 tháng 1, và Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự, ngoại giao và kinh tế để gây ảnh hưởng đến thành phần cử tri, ủng hộ các ứng cử viên, hậu thuẫn quan điểm thống nhất của Bắc Kinh. Bắc Kinh thường xuyên đưa các tàu hải quân và phi cơ chiến đấu bay đến vùng biển và không phận gần Đài Loan và việc sử dụng khinh khí cầu để thu thập những tin tức tình báo có thể là một giai đoạn mới trong chiến dịch đe dọa hòn đảo Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Bắc cho biết, ba trong số các khinh khí cầu đã bay từ Đông sang Tây, gần căn cứ không quân Ching Chuan Ken, nơi có phần lớn lực lượng không quân Đài Loan chuyên bảo vệ hòn đảo trước mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Chiếc khinh khí cầu bay qua phía bắc của cảng Kulun, cảng thương mại quan trọng của Đài Loan với Nhật Bản tên Việt Nam, kỷ luật cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh chọi dép đến ngất xỉu. Ngày 3 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ra thông báo kết quả xử lý vụ một học sinh đã nhốt ném đồ vào người cô giáo ở trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương đến cô giáo bị ngất xỉu. Theo đó thì sẽ kỷ luật cảnh cáo giáo viên Phan Thị Hằng 38 tuổi, dạy môn âm nhạc tại trường Văn Phú vì ứng xử chưa bảo đảm tính sư phạm. Cô Hằng là nạn nhân bị học sinh lớp 7 của trường Văn Phú ép vào bức tường, thách thức, chửi bới, ném đồ vật vào người của cô khiến cho cô ngất xỉu vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 đã gây phẫn nộ trên công luận. Một bài báo đã dẫn kết luận cho biết cô Hằng có những lời nói và hành vi xúc phạm, cầm dài đuổi theo và vung tay về phía học sinh. Ngoài ra, trong quá trình làm việc thì cô Hằng có những phát ngôn không chuẩn mực với những đồng nghiệp và học sinh, ứng xử chưa bảo đảm tính sư phạm. Các hành vi này vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm, ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương, theo kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang liên quan đến sự việc này ông trần duy sáng là hiệu trưởng trường văn phú cũng bị kỷ luật cảnh cáo và bị đổi công việc nhưng ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang không cho biết tin tức cụ thể chỉ nói rằng ông sáng phải nhận nhiệm vụ mới phù hợp ông sáng cũng bị cáo buộc chưa ra lệnh và thực hiện nghiêm nhiệm vụ của mình đúng chức trách thẩm quyền được giao gây mất đoàn kết trong cơ quan và giữa giáo viên với học sinh khi sự việc xảy ra ông sáng chưa giải quyết kịp thời không dứt điểm chậm trễ báo cáo nên gây hậu quả nghiêm trọng khiến cho dư luận bức xúc ảnh hưởng lớn đến uy tín danh dự của cơ quan và ngành giáo dục những học sinh liên quan đã bị tạm ngưng học một tuần trường và địa phương chịu trách nhiệm nhắc nhở giúp đỡ để các em sửa đổi khuyết điểm của mình theo một tờ báo trong nước vào ngày 5 tháng 12, các đoạn video clip đã ghi lại cảnh cô giáo Hằng cho thấy sau khi kết thúc tiết dạy âm nhạc đã bị nhóm học sinh hỗn xược chửi tục, ném giấy rác vào người và dồn cô vào góc lớp hò reo cười đùa xúc phạm cô thậm chí học sinh còn tấn công khóa cửa không cho cô đi ra ngoài ngang nhiên ném giấy lên mặt và nhét rác vào cặp của cô khiến cho cô rất khó chịu trong cảnh hỗn loạn nhiều chiếc dép đã được ném liên tục vào người của cô giáo khi cô cầm dép lên hỏi cái này của ai đã ném mình thì không ai trả lời sau đó một chiếc dép từ xa đã ném trúng vào trán của cô, khiến cho cô choáng váng vài giây rồi lăn ra ngất xỉu. Ngay sau khi đoạn clip được đưa tải lên mạng xã hội, công luận rất là phẫn nộ vì những hành vi hỗn láo ngang ngược của nhóm học sinh này. Tuy nhiên, nói với báo đài trong nước thì ông Bùi Xuân Lượng là chủ tịch xã Văn Phú huyện Sơn Dương cho biết chuyện xuất phát từ hai phía. Theo ông Lượng, cô hàng nhiều lần có những phát ngôn chợ búa, không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh cô cũng mới bị trường cảnh cáo về hành vi này. Về phần mình, nói với một bài báo thì cô Hằng cho biết bản thân mình hoang mang và thật là đau lòng khi xảy ra sự việc. Tôi phải uống thuốc điều trị trầm cảm từ năm 2020. Tình trạng sau đó đã được cải tiến nhiều. Tuy nhiên, khi sự việc tại trường xảy ra thì rất mệt mỏi và tiếp tục uống thuốc trầm cảm. Và giờ đây, tôi không ăn không ngủ được. Nếu nhà trường vào cuộc giải quyết từ sớm thì sự việc sẽ không ra nông nổi này, cô nói. Và cũng theo cô, các học sinh thường xuyên chửi bới, giật tóc, thậm chí ném dép, lấy cây chọc vào vùng kính của cô. Là giáo viên, đi dạy mà không được các học sinh tôn trọng thì thật sự rất buồn, cô nói. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Cô là Lê Thị Tầm, Mến chào Hồng Loan và Bảo Lộc. Cô có gửi đây là bút tích của bạn Nguyễn Thị Bích Duyên, học tại trường Gia Long, lớp 66C3 năm 1979 ra trường. Sau đó thì Duyên đi sang Pháp. Lần cuối cùng cô nhận được thư của Duyên là năm 1985, Duyên cho biết đang học tại Đại học Tổng hợp Toán ở Paris. Không biết hiện nay Duyên ở đâu lớp học cũ đã liên lạc được 40 bạn ở khắp nơi trên thế giới, ai cũng mong, rất mong tin của Bích Duyên. Thương nhớ bạn nhiều lắm, đã 38 năm bạc tin nhau. Cảm ơn Hồng Loan và Bảo Lộc, xin hãy đăng lên kênh của Loan Lộc để tìm người thân giúp. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị ai có biết, xin hãy chỉ giúp. Ở đây có bút tích của bạn học ở Gia Long, lớp 12C3, ra trường năm 1979. Trước đây thì Duyên ở địa chỉ 37 Võ Di Nguy Phú Nhuận, ba của Duyên làm việc tại Tổng cục Thủy Lợi tên Nguyễn Văn Vàng, mẹ của Duyên tên Nguyễn Thị Nhung. Nếu Duyên có nghe được tin này hay quý bạn bè, người thân ai có biết, xin hãy liên lạc số điện thoại 614 5488 hoặc là địa chỉ email tamluyen.yahoo.com. Cô Lê Thị Tầm hiện nay đang ở Ohio. Cảm ơn kênh tin tức của Hồng Loan và Bảo Lộc. Có một lá thư mà cô Tầm mới tìm ra địa chỉ vào năm 1980 khi gửi thư cuối cùng về Sài Gòn cho cô Tầm và cô Anh. Cô Anh thì hiện nay đang định cư ở Úc là bút tích của cô Duyên. Bác Lâm xin được nhắc lại, cô Lê Thị Tâm muốn kiếm người bạn tên là Nguyễn Thị Bích Duyên, học tại trường Gia Long, lớp 66 C3 năm 1979 ra trường. Sau đó, cô Duyên đã sang Pháp. Lần cuối nhận thư là vào năm 1985. Duyên cho biết đang học tại Đại học Tổng hợp Toán tại Paris. Nếu cô Duyên nghe được tin này hoặc ai biết cô Duyên đang ở đâu, xin hãy liên lạc số điện thoại 614-747-5488 hoặc là địa chỉ email Tam Luyên at yahoo.com Cô Lê Thị Tầm đang tìm. Bảo Lộc phòng loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay buổi sáng của ngày thứ năm, Loan tiếp tục mặc đồ nổi tiếp. Gắt gỡ. Có bộ hôm bữa mặc đồ nổi kiếm được người thân. Bởi ngày hôm nay lọc với Loan làm tiếp. Để kiếm thêm được người thân à, Nó vẫn chơi cho vui nha quý vị Quý vị đừng nói Loan Lộc tình dị đoan quá nhưng mà cũng hơi tin <laughs> <laughs> hên tin để lấy hên thôi à, à. rất là mong quý vị chia sẻ dùm cho lan lộc những lá thư để được đi xa hơn nữa quý vị muốn tìm người thân hay bạn bè xin hãy email cho lan lộc qua địa chỉ email hồng loan bảo lộc gmail com tất cả hoàn toàn miễn phí nha quý vị rồi, rồi nay Long muốn làm gì vui vui đây đồ gật gỡ cộng với một câu chuyện vui câu chuyện vui <laughs> nhớ share nha quý vị rồi con câu chuyện vui nhỏ, nhỏ người con trai mới hỏi cha của mình. Ba ba, sao con nghe ba nói lúc nào mẹ là con cọp của ba, mẹ lúc nào cũng là con sư tử của ba là sao vậy ba? Con có biết gì đâu. Lấy vợ đi rồi mới biết. Dạ ba, lấy vợ là gì ba? Lấy vợ có thể hiểu nôn na là dẫn hổ về nhà. <laughs> dẫn hổ về nhà hả ba? Còn đi đón dâu đó con, thì người ta gọi là vào hang bắt cọp. Wow! Còn nếu như mà ở với nhau không được nữa mà muốn return, muốn trả lại thì gọi là thả hổ về rừng. Wow, ba ba, ba nói mấy câu về hổ nghe hay quá ba. Ngày mai con muốn dẫn hổ về nhà được không ba? dẫn <laughs> về nhà đi con. Muốn dẫn hổ về nhà thì phải vào hang bắt cọp. <laughs> Ghê quá. Ngộ hả? phụ nữ người ta dí là một cái cái cành hoa lá liễu chứ đâu ai mà nói gì đâu về nhà coi như là phụ nữ trước khi lấy chồng đó thì ai cũng nói là cành hoa lá liễu thì cũng đẹp không à nhưng mà khi mà về nhà thì mới trở thành một con hổ từ nhỏ nhỏ lớn lên từ từ cái đó tại mấy ông chồng nói thôi à? chứ thử ông hàng sớm coi ông nói làm sao đúng rồi ông hàng sớm lúc nào cũng nói là con mèo yêu quý Ngày hôm nay Lộc Lân kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lân Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.